empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Này, thôi vô đây chúc mừng thầy Phúc Hưng với nhau nãy chúc tao cũng được có được mỗi chiếc cháu không có được đúng rồi đó lấy thầy sai đi là cho tao các bà các bác mạnh khỏe chứ khỏe à khỏe à thầy Phúc nha thôi thay mặt quán ông thì chú đôi lời thần họ nữa này chỉ cái cậu đấy nhá cậu đôi lời thần quán này cháu qua ra lấy chồng này trước hết là tập quán của Hà Nội là ăn nhẹ nói khẽ một người duyên đấy nhá, để đấy là nhập ra ở Hà Nội nó là như thế mà cháu cũng là niềm vinh dự tức là được về với đất thủ đô cho mấy đứa cháu đấy nhá. Rồi đây ngoài kia ngoài kia thì cũng nói rồi cậu nói thế thì thằng kia nó lại làm cao hơn. Cậu nói hết đi. Thôi trong cái gì đâu cái gì nhau quét vậy nhá. Thì người Quảng Ninh vốn dĩ là dân biển cho nên là ăn to nói lớn. Thế thì bây giờ cháu đã chấp nhận người Quảng Ninh thì thôi thì nó có ăn to nói lớn sóng gió thì cháu cũng hết sức là bỏ qua nhé. Thương yêu nhau, bọc nhau, vượt qua khó khăn. Cậu chỉ có đôi lời dặn dò thế thôi nhé. Đúng rồi, thế thôi. Cảm ơn hợp là người nhà mình. Tôi lên trước để chú cài tiếp tục đi nhé. Uống thật nhá, uống thật nhá. Uống thật. Ba, ăn cũng uống nhá. Đây, ba uống nữa. Đây uống thế mới uống thật đấy. Làm như vậy em nhìn nhá. Rồi rồi. Thằng Phương đã. Đây là anh biết uống đấy. Đây là anh người em đó. Đi xuống mời khách đi. Có đi ạ? Vừa đã sợ cậu hứa rồi. Thằng tái bao nhiêu giấy mà Rồi.
khen cô đi xin gái này. Đừng mỗi người mỗi cô. Sức khỏe ông bà cái là cuối năm là sang năm là có cháu bé rồi. Thằng ăn đi cháu. 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 Thằng ăn đi cháu.
Em về bây giờ nói chung là nhiều khi vẫn quên 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 chúc gia đình khỏe nha. Biết chỗ nào đâu đấy Hà Nội biết tên cái gì còn đúng không để đây không ngoài kia bảo hôm nay ngoài đây là của bạn Tôi chỉ cắm cô thôi. Còn chú tôi mà kệ. Trời. Các em cứ thoải mái lên nào. Để cả được không được cũng sắp việc. Kệ là cứ chơi thoải mái đi. Vâng. 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 Anh có điện thoại không tiếng à? Dạ. Thôi con mời ông bác cùng ạ. Có đến xin phép.